Đây là gốc khế mà anh Tám hồi sáng giờ mình anh làm nha. Một mình anh làm chứ mình không có phụ khí gì đâu. Còn đây là ông chủ vườn ha. Đó. Cũng ông này chắc cũng hàng tám mấy ha. Bảy mấy ha. Cũng gần hàng tám rồi. 74. 74 ha. 6 năm nữa là hàng tám rồi. Này cái đế đó khác cho mình để cái đế lại ha. Tại vì cái cây này do nó vướng nên ông chú cũng chặt hết mấy cái chi rồi. Đang lên mấy cái tược. Rồi lấy này cũng chơi nó cũng lùng lùng chứ để tàn không có tàn mất tàn hết rồi. Bây giờ đào sâu bên kia đâu xuống này thì đào sâu xuống là có thể xử lý à. Giờ này cũng chiều rồi ha. Mà mình không có ăn. Nó chưa có làm mổ đâu. Lên được kiểu như này. Cái rễ còn dính đất này mốt lên đường năm rồi. Lên cây con xung quanh nhiều lắm. Bướng đường nó lên dữ lắm. Lên một bậy luôn, một bậy đó. Một bậy đó khoảng chừng 3-4 năm là nó có cái lượng rồi. Bậy này dễ trồng quá bác. Dạ. Mà bướng con trồng cũng được. 3-4 năm nữa lớn. Cái gốc này thì trồng rồi nó có 3 năm. Cái gốc này cái gì luôn? Thấy ngọt hết. Cây chua, cây ngọt. Cái đó hai bạn trái chua đấy. Chắc ông chặt chuối luôn. Trồng này vô không? Trồng chuối vô lên. Lên khúc rồi cháu ngoại chơi. Cháu nội chơi nó sụt da hết. Mà vậy mà nó cũng lên được đó. Nó lấy dao nó gọt. Chơi vậy. Rồi nó lớn lên chút rồi cái cây mai quá bước tàn cắt rồi mới lên này luôn xa nó không biết cắt nữa. Cắt lại chống là để cao quá không ông chị thuốc lá mà không đặt được mấy cây mai chứ mà đừng cắt lớn. Gốc rồi nó 4 năm tắt thôi. Chưa đi Hà Tiên thôi đó. Đi ngoài. Lúc đó là đi là em làm đất ở ngoài, lúc đó em có tiền làm đất, ra có tiền đi là chơi, với lại lúc đó ngoại bán đất rồi, ngoại đưa tiền cho em làm mà. Em mượn mà em cho nó, mày lấy tiền làm lời ấy, mà ở ngoài có ăn xài gì đâu. Rồi đi ba đi cho đi nữa. Không là tám mấy nữa. Mất cái tuổi 82 83 nữa, cũng là
25 hay sao. Con tui mẹo hả? Dạ. Giờ kia 35 chết rồi ông ơi. Ngoại cũng thình. Ngoại cũng sát kề với ngoại đó. Mà chỉ còn mạnh giỏi không? Ngoại cũng giờ hết cái đường. Cũng sắp đi rồi bây giờ. Chịu hết, lãnh hết. Lãnh thì gồng gồng không ạ? Mẹ lệnh về, con xuống túi cho. Có nội gái xong rồi. Còn em hút nữa. Hút nó để con nội khỏe về, lo cưới cho con. Nói gì con lớn tự cưới vợ đi con. Mẹ đi. Cả đời luôn, con cháu cuối cùng mất khi để lại. Đâu có em hay cái gì được. Tôi thỉnh ông buông rồi đó là con thứ sáu rồi. Tôi đại con chết luôn. Cái ông Nguyễn Chí Dũng ngày xưa giám đốc an thành phố là anh em cậu với ngoại con của nói chung là không biết con không rõ nữa mà xưa giờ là không có nhờ. Ông Hùng ngày xưa cũng con kêu bằng cậu là, là cũng là ổng ngày xưa cũng giám đốc an tỉnh ông, còn là giai bên ngoài cũng bị không ghê thằng Hùng rồi đó giám đốc kia vô tổng công an bữa ra đám nào cũng gặp ổng mà nay ổng hôi cũng già không có xe hơi tự đi đâu tự lái mẹ kêu bằng cậu Ba Hùng có mẹ kêu bằng anh chứ con kêu bằng cậu cũng già chung bác ổng đâu có già mấy ổng năm mấy 60 ổng là sáu mấy ổng thì 60 62 đó là mày cái dòng đồng đồ này ngày tôi tái nuôi gà nó còn phế này mấy chục năm cái này nãy ông nói chồng năm mấy ta 30 năm là năm chồng năm nào năm 90 hả anh coi rồi đầu trước nữa chứ 89 mà tôi nhớ là ba mấy năm vậy chứ không có không có nhớ người ta năm nào thì bữa con mướn cái kế kia là năm 90 là tính ra nó 31 năm á. Ông thế đó hơn. Hơn. Thế đó hơn. Cổ nói năm 90 còn cái bạn là năm 80. Thế đó trước. Trước đâu rồi. Thế đó. Quy là hai cái thế mận bằng tuổi ta. Tôi chồng bảy mấy năm hả? Không có ba mấy năm. Thank you.
Ba đất xét nè, dưới đất phân đã ngã rồi. Thịt xé trong luôn nè. Nắm gị vậy không? Lát xé đi. Hả? Chưa? Được rồi. Đẩy cái này. Đẩy cái thế rồi, thế nè. Hey. Trước anh vô nghiệp bị nghịch nhau rồi. Vô nghiệp nó bị nghịch, nó bị chết. Rồi, tôi đẩy, tôi mát tay cái đó. Hãy subscribe cho kênh.
móc hai giờ móc ra. Đấy kìa. Đầu dục buông đi, ra đây đầu dục xuống. Cái đầu dục xuống lấy cái cây chổi này nè. Cái rễ cây đó. Đứng đứng không? Đứng đứng cây không? Ừ. Đưa vô bờ đất mà. Đưa cho nhau ăn chứ.